Ha, xin chào mọi người nha, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã trở lại với kênh của mình nha. Các bạn thấy dấu sắc, mấy bạn biết cái dấu sắc không? Đây là dấu sắc nè. Hello, mình là Linda mọi người. Linda anh cha nha, hello ở nhà. Hello bạn nha. Đây mình lụm tụi béo các bạn. Các bạn ơi, tụi béo không các bạn. Tiêu. Ok, về mình sẽ bắt đầu không nói nhiều nữa. Thì hôm nay vô thẳng vấn đề luôn. Hôm nay mình sẽ cho tụi béo bạn. Bữa giờ tụi béo ăn no cũng kỹ nhiều bạn. Tụi béo làm ông làm cha. Nó không có ai vậy trơn á. Bởi vì hôm nay tính sổ ông Minh với ông Cảnh rồi. Thì bữa nay Minh Cảnh xong không? Giờ tới Tư Báo. Mà mốt kêu Tư Báo, kêu Tư Béo nữa. Nó coi tí cái đầu bụi. Dạ, con giác ót thì qua tét cái đầu nữa. Quánh khóc luôn. Bây giờ mình sẽ soạn xe bắt đầu đi xuống dưới hầm thôi mọi người. Các bạn đợi mình xíu nha. Mình tắt camera và đợi Tư Béo ra và chuẩn bị đi xuống dưới thôi. A few inches later. Anh đi xuống hầm, đi xuống dưới rủ mình xuống chặt dầu. Sẵn nha, chuẩn bị dọn dẹp chỗ cho mình chơi trò chơi mà. Đi chứ. Cái này gì đó nè, cái xe ra đi. Rồi. Nó nhỏ xíu lùm tẹt à. Đúng rồi. Giống tí. Tí chó. Tí da. Tí nha. Làm nhỏ xíu bữa nay bự bành chi ha. Lại con trai con ta nuôi nhỏ hoài em nội, của mẹ còn lớn chứ nó. Thấy không? Mày thấy con chó không? Mày nuôi lâu nó lớn. Còn của mày á, mới chút xíu khều xíu bành kỳ. Còn lao nữa. Trời ơi, ai xíu bành kia không? Xong rồi, ông lấy ông cứng không lấy xe ra. Chứ có đâu, ông cứng. Ông chào bắt cần ta sẽ dắt dùm luôn quay, ghê quay. Bạn xíu nha, mình sẽ lấy trang bị bảo hộ qua đi chứ. Xe mày đâu? Xe hả? Ở nhà. Đây chẳng lấy dao đi. Đi dao không? Lấy dao giặt dừa. Ok, con đi con. Ủa con ai vậy? Yeah. Con ai vậy? Con ai vậy? Nãy này con ai vậy? Con anh tôi. Dưới đây nó giữ coi. Giữ giùm nha. Tao tưởng đâu con mày không chứ. Tao làm gì của con, giữ giùm đi. Mày có con cạc. Dạ. Mày dạ. Quay cái cưng gì? Thầy giới chọc béo. Béo tôi dập tao mặt tao cười hoài luôn. Béo. Chọc lên béo. Mày cái mặt thấy cưng không? Giống mặt mày ghê á anh. Cho anh Minh bị la. Chọc đi cho Minh đi chửi. Mọi người với chiều. Chọc vậy đâu. Chọc đi. Nhìn nó thấy cưng của mày. Chọc cho nó khóc nhiều quá, vì mát Minh nó Minh quýt. Cho Minh quýt. Mày không chọc. Nghĩ sao tao có cái dạ. Nào mà nó chọc chẹo nít đâu sợ con. Ôi cái bé đập tức cái gì thú gì béo. Giờ chọc đi khóc bị gạo vậy đi phải chọc mẹ đi nói hừ ngủ không tao cắn cái giò bây giờ. Cái mặt tao gì nó không có khóc cái mặt tao gì nè. Ổng hầm hả? Ba mày con của ông nào? Mày đừng có trang hồ. Đi ra mày cắn cổ mày đó. Cho mày biết đó. Nó sao kìa, chọc nó. Nó sợ teo chứ. Nó cũng méo méo kiểu mày thôi đi. Kiểu chọc nít ông nội. Giờ này mà chọc chó ngủ đi. Nít đi. Chọc chó ngủ. Mày nhắc ma ông kẹo chó ngủ đi. Tao chọc nó hồi nó khóc nó um sùm á. Ở nghe là mày chọc mẹ có bị quýnh đâu không? Mày chọc mà nó mình mới tao chọc. Mình nó bảo lãnh nha. Nó mình chọc bị chữ. Nó mình chọc nó. Ừ mình chọc nó nói biết sao tại mình nó giữ. Cái mình ai? Mình chăm thêm vô. Ông nào? Ông với Hậm hả? Nó lại coi mày còn ông nào? Ông như Hậm hả? Ui được chưa? Được chưa? Đi. Á chọc con tao queo quéo người kìa. Mà nó dạy lại đi chọc con tao. Chạy làm nó không cho tao chọc đâu. Bây giờ tôi nghe chọc mày, tôi đi chọc lấy, tôi nghe chọc để. Hỏi nó con ai, con đây, tôi nói con đây. Đi Hạnh à, đi. Đây này, sao mà nghe đi chơi chú không? Chốt của tao chọc nhau vậy, nhau để mọi người để bội hồi chặt vừa luôn. Đi. Đi. Đi không? Đi đi. Mày á, mày tối ngày mày ăn hiếp ngon nín luôn rồi. Thử ra. Đi. Hiếp thử tí rồi cũng chắc liền á. Ừ, nói chuyện rồi chuyện cái gì á. Thôi dặn nó dặn trả đi, trả mày dưới nè. Trả đi. Ông ba đây cho nào chở ngay đi. Lùi ra. Luôn. Trời, chở mình đi ra nhá. Cái bụng ông cảnh quá, chở cái bụng. Chết. Ở đó nó miếu thiệt chứ. Miếu gấp luôn bà. Cái đầu. Chứ tôi thờ ba nó quên bỏ mẹ luôn. Mày làm như người xa lại quýnh mày. Mà mày biết ba nó đâu? Ba nó biết mày đâu? Không biết đâu rồi. Ừ. Tao buồn xả nó giờ tí luôn. Đi, đậu đi. Tới hôm nội đậu dữ gì? Đi với Hành chơi. Để vô. Để chìa khóa không Cảnh ơi? Chim thấy chăng anh đi gọc bờ sông, anh đi gọc bờ sông. Cái tới rồi xuống được lắm. Nó lớn quá đó mà chơi mà giọng nhỏ khóc nè, khóc miếu máu đẳng chân kìa. Cô khóc luôn hả? Khóc rồi kìa. Hồi nãy gặp nó miếu rồi. Nó miếu. Nó dắt đi mà dãy tử nó thằng nào muốn chơi chứ quýnh nó khóc miếu máu chứ. Đi nữa mà để con cô đứt. Nè, có mặt mày. Suốt đau chứ. Mấy mày dạy. Đi chứ. Mấy mày kêu kìa. Kêu gì? Cái gì cả con cháu của người ta mà chọc số ai sợ. Thôi đợi chọc rồi thôi tôi báo, không sợ tôi báo. Tôi ai sợ gì? Nó nói hồi đập được. Cái gì mà nói mình mày nó còn hết được chứ mấy đó chơi cái môi bỏ pha nữa mà dạ bỏ dẻ không pha gì chứ có mày em mày cái thứ nào mà mày ơi mày cũng ta con nít của tay mà mày chặt hoài dạ coi đâu mày cái mặt như tối ngày chẳng kẹo nít không à. Trời ơi, để chuối lên trời. Trời đất ơi là trời. Sao chê tình cảm đâu em. Ê, đừng đứng đứng. Chó đó. Thôi trời, mà nghe. Trời ngô là trời dữ húp trời. Ngô, ngô. Tao vừa của tao vậy mà ném sao ném tôi gãy được cái bùi vừa của tao. Rồi này ai đâu muốn. Bọn này ăn gầm hay gì ăn gì ăn gầm cũng gầm cái bẫy. Ở ra gan lắm có hồi đời này ai đâu muốn. Tí nữa mày vừa dài dạo uống tí. Bữa hổm lấy cái võng ta quên đem võng ta mất tiêu luôn. Võng kìa. Võng ăn lưới luôn vậy. Đây nữa mình kêu là mình đốt xong đi rồi mình cho sạch sẽ hết trơn đi rồi mình làm một cái nhà đây luôn nha. Nhà đi bằng cán luôn. Để dầm nở luôn. Cái mình đi ra tường cái nữa. Đi. Đi trời. Ơi. Làm gì còn đắt nữa. Rồi, để uống sữa nè. Vừa ăn mày nữa là trời hết rồi trời, uống sữa đâu có hoài. Trời chết nữa vừa ăn mày liền. Chạy giọng đâu hết rồi. Để sữa vừa mày liền. Bán tao ngoài vừa luôn đi. Ướt mình chứ luôn. Thì ướt phải chạy vô ướt mà. Đây trái dữ trời. Đâu có chỗ nào chín như trời. Đây nè. Cứu anh. Đây đất. Cứu anh cứu anh. Dì khô á. Dỡ dì khô mà. Bưởi ơi luôn kìa. Dỡ dì giống á. Trời ơi chưa chín đâu. Chín rồi. Cãi hoài chín rồi. Cái này không nghe? Ờ cái đó. Anh cái chừng rớt á. Cái điện thoại đó ông nội. Cái này phải không? À, cái đó không có chín. Trời không có chín đâu ơi, cái đó không có chín. Đúng rồi. Trời vẫn còn. Đây dữ ơi. Chết mẹ. Ai bắn đầu chín luôn rồi đấy. Nổi mà chìm đâu. Trời trời. Nè. Đó. Rồi. Đó rồi. Điện thoại đó ông nội. Sao không? Sao nó chín? Sao nó chín nào? Đẹp cây đây Quân. Đẹp không? Cái bơi mà bẻ dừa đi Quân. Ủa giờ này có ai thấy cái bơi chưa ta? Tôi chưa thấy cái bơi. Ai có mình cũng mình rồi. Cái dao trẻ rồi, dao nè. Trẻ trẻ được rồi. Lát ở đây bóp ra ăn. Ăn ăn cái cao. Không, lên mà không. Tủ. Cho gửi vào để chứ. À, lấy rồi mấy bà vô mày. Tao bóp cái đầu làm chứ bóp, chứ bóp cái đầu bự. Ai bóp? Không biết bóp đâu. Đó. Thúi hiện nội không? Thúi là thúi rất nội. Chơi ăn rồi. Đó, thấy không? Rồi đặng đi, đặng ăn đi, đi. Vô mấy nguyên hoài đó nha. Đây đây. Ừ. Đó, đi giao rồi. Đi đặng ăn đi. Lấy chi đi, mẹ vừa nguyên hoài đó. Không 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 không. Nghe nghe. Mẹ vừa. Tí. Bây giờ không? Đã. Ô lỗ kìa. Má cho sơn nguyên trái luôn kìa. Cái dưới. Ăn đi bé. Đi ngồi ngay à. Ngọt. Bị chim ăn ngọt. Đi, đi ngoài. Rồi bây giờ đi. Không cho vô hả? Mày đi đi có biết mày biết mà lấy đường bả, tao bả mất công nữa, bắn vốn. Bạn hỏi sao uống dừa trái đen không? Trời ơi các bạn yên tâm đi. Cái gì chứ chùa đó phải ưu tiên các bạn. Dừa mà sức mẹ người ta phải chùa đâu. Uống phải trái đen cho người ta chứ. Còn ngay à? Tôi đủ là chồng thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không mời bạn nữa giờ tôi dùng nè. Ngon như là làm. Hàng chói bây giờ tới đâu rồi? Bữa nào chơi cắt nhà tường mới ơi. Ngọt quá ở luôn. Ngọt thiệt á. Này con lấy cái muỗng múc á. Phải đem biết đem muỗng múc rồi để Phan nó ăn, lấy cái dừa đó chặt cái muỗng mẹ múc ăn được rồi. Tại chưa chứ. Cạp đi. Thôi lát có nhiều người. Cạp đi. Cạp đi hai bay ăn có ai ăn ở đâu. Trời chút rồi. Thèm mà hả? Nãy chọc con tay giờ ăn. Lẹo ơi ơi. Có không? Trời bẻo đủ trời. Cậy đồ ăn đi. Trời nó. Rồi vậy thôi. Bẻ đủ ăn được rồi. Bẻ đủ ăn đi. Mày hả? Thôi nghỉ đi. Nghỉ đi. Ở đây đủ rồi. Đủ đi. Đủ chín nè. Ngon ngọt quá bạn ơi. Mời bạn ăn nha, tụi đây. Thằng nào nãy chọc con tao khóc. Rồi, tới công chuyện rồi. Như vậy anh. Thằng nào nãy trong nhóm này chọc con tao khóc. Cái gì nhà không có thằng nào mập. Nữa nào à? Không biết nữa. Đẹp không? Có đỏ được không? Con chào ai đâu? Nào vậy thằng này không này à? Thằng này không anh hỏi tôi đi. Ai nãy ai chọc nhỏ vậy? Nữa nào? Nào chọc con tao. Trời ơi. Phải nhỏ ngải không? Nhỏ ngải đó đúng đường tôi đứng đó chơi cái đó không mà chưa biết con ai đâu. Ủa là trời sao mày? Sao nó không có đâu nào khóc rồi nhéo tay nó khóc mà. Mập này nè, này mà mày chảy tao có đâu. Ông lộn con ai vậy đó, tôi có chọc con đâu. Thằng mập đó, anh đó là anh Tư đó là mày. Trời ơi trời. Nhỏ nãy đó nhớ không? Nãy chọc nó dắt đi đó rồi. Mày đi vô đây chọc tao. Vừa đi. Từ từ. Mày có chọc không? Không hồi nãy. Thằng ơi, thằng này nó nhắc ma tao bây giờ. Hỏi tên ba nó không à. Tôi hỏi đó, ba mày tên gì cái làm đứa chuyện nào quản tao đây. Mày ra mày dẫn tên rồi. Mày không có, thì nó không có chuyện đàng hoàng với người ta coi. Ông biết đàng hoàng đi, ông làm thiên ghê quá à. Mày cái chuyện đàng hoàng đó mày làm gì mình. Đéo đâu vậy? Ông có sao nó mát cả. Quanh ở tù mưa năm cũng được đó. Con nó bỏ cái thối nó làm ông làm cha nó dài không nghe nói. Mà quýnh đi chứ gì đâu. Quýnh này cho mình ăn bọt. Không, từ quýnh này từ quá. Hồi nãy anh chỉ đứng rồi con anh. Đứng hụt luôn à. Thử không nổi miếng. Ta nói rằng bạn bộ. Em nói chuyện hoài ta. Gai gai chạy đi qua lận. Đâm tôi muốn chết. Đâu có quanh cơ đâu đâu. Mày có chọc không mày nói người ta. Mày có chọc tao chọc. Tao hỏi. Tao dắt nó xuống nè. Tao dắt nó xuống nè. Tao dắt nó xuống nè. Còn gì nữa đâu mà không với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Có ai làm gì con đâu. Ai làm gì con đâu. Mày hỏi tên con không con à. Mày có chọc không? Mày có chọc con tao không? Không, không chọc sao chọc không? Chọc con chọc đâu đó. Mày chọc con xíu mà mày nói mày không chọc. Hồi nãy tôi thấy nó khóc rồi là mày bị quýnh cái gì á. Con cũng mày nữa, mày cha mày không quen nè. Nói anh em. Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp giống như thế này. Ủa đừng cái máy cha. Lên nói chuyện với ta. Con gái anh, con gái. Ông nội đây nè, dắt chim. Thôi bây giờ sai mình sai. Bây giờ mấy em mày chọc tao hỏi mày cuối cùng mày chọc con ngõ gái ăn trai. Giờ nào mày có chọc nó chọc đi, nói nãy giờ tao kêu đừng có chọc rồi, gái chọc còn lại có đó. Ông không kêu á. Cái gì? Cái mày kêu chọc mày đâu. Mới nãy tôi kêu nó kêu ông nói ông trời nó tính quấn lại trời. Không có càng đi bây giờ nào. Bây giờ nãy mày có chọc mày có làm gì không? Tao không thấy, tao nói con gì. Tôi chỉ hỏi nó bà mày tên gì? Tưởng tao cháu mình kìa. Mày còn nhát ma tao nữa. Ai nhát ma? Anh làm gì mà đâu cái gì đó. Không tao hỏi nè. Bà mày tên gì? Không à. Vậy là con ta đó cũng nổi vậy đó. Làm hỏi mình coi có không? Có. Đó. Có ông nội mày á. Có hồi nãy đó tôi dắt đi nói chú ăn gì con đó rồi khỏi khóc. Cắn nội mày trong đó. Nãy tao dắt nó đi nè. Phải tên này không? Không. Ủa? Ông ơi. Em tên gì? Tôi tên Lân, lộn rồi. Thánh thằng hô là trời. Ủa lội gì vậy? Nó nói ba nó tên này. Trời ơi là trời. Con tao nói vàng mập chọc đó. Còn ông gái là trời. Con trai. Trời ơi là trời. Lộn rồi. Anh định làm gì tôi? À, con tôi định làm gì tôi? À, con tôi định làm gì tôi? Anh làm gì tôi? Vợ Lân. Lộn đúng bố vậy đó. Ai chồng con ba lần kia lộn quánh con như đúng rồi. Không có cái chồng con lộn với người ta mày hiểu không? Trời ơi là chồng mất hai cái mà lăn lộn cô vô đây cây đâm muốn chết luôn. Đó. 200.000 tiền thuốc. Tiền thuốc không uống được nữa. Uống nước giờ uống chết bụng tội luôn. Chạy mình hết trơn à. Chạy mình trơn trời. Công nhận thì công chào luôn. Tôi có mấy anh em chưa vậy chân tay xuống làm gào chỉ tôi chân. Nãy mày chọc quá gạn. Tại mày chọc nên mày chọc đúng mà. Ừ. Đấy. Nói là mới đâu. Má gạn chơi nãy giờ còn làm hù hổ đập cái nhà của con béo. Ừ nãy xuống mình làm dữ lắm mà. Dạ chết con gì nó cắn. Rồi. Dưới lửa. Tôi đừng đĩa. Lỡ. Alo. Con gì cắn đi. Công nhận ơi. Công nhận thiệt có anh em ra nghỉ ngơi ta vô quánh đây anh em mình cho quánh lên nằm tèm tẹp được. Bây giờ càng ra thấy không? Cứ để quánh đâu. Nãy để quánh là nãy giờ. Quánh nãy giờ là mày chuyển mè đó. Bây giờ đỡ càng không càng mày quánh tao chết. Nhờ nó dịnh lại không á. Đó là phải con không? Coi chỉ là phải không? Phải con không chứ. Không phải vậy. Phải hoài không vậy ơi. Bánh hoài đi. Mày bỏ hết con đây rồi hết. Mày bóp bà. Từ đây sao con của ai cũng không hết hết trơn nha. Tôi có hết đâu, tôi chỉ hỏi thôi mà. Nhẹ cảnh cáo đó. Còn sao lỡ gặp con người ta thiệt người ta giết mày luôn á. Bóp trong nhà nè. Hồi nãy gõ gần mày nói tao nghe, tao đi lấy dao tao nghe. Tát gì? Tát gì? Ông cạp gì? Ông làm còn hơn tôi nữa. Ông cạp gì? Nghe nãy. Ông nội đi đâu ông nội? Ở này rồi à, bây giờ muốn làm. Thôi vậy đi. Bắt trai rồi đi đi. Ông nội làm sao nói lưng bọng như ông còn. Đừng nói ra. Thôi không lấy đâu, không muốn ông nội. Đó tôi cừ mà. Có anh em thiệt tôi bỏ tay vừa khóc vừa cừ. Tao tưởng là con ổng tính này. Nãy mày chọc con ta thì biết không, nó chó này nè, nó nói không nữa. Con nãy nhỏ con gái là con tin, con cha ông tin đầy. Cha nó tin đầy. Rồi sao mày nói không phải? Ai quýnh quá, sợ quýnh không phải luôn. Quýnh đâu tao quánh luôn mắt mày giờ. Đúng rồi, không rồi, có máu rồi. Ai vô mày? Kiểu nữa ổng tên lưng phải không? Chỉ lộn tên đầy rồi ba. Nãy ba ở đây tôi về tắm. Nãy đây làm cha đập cái nhà, đập cái con tí. Đập dừa nó. Giật dừa đâu. Trời gái nó chạy giật dừa không trời. Bạn sống mình chẹo sống được. Gan nó bằng nó ổi à. Bây giờ đến tao tắm 3 giờ hay vậy? Tao 3 giờ hết đi. Đừng có dữ vậy đó tụi nó. Dữ vậy. Đây rồi. Về qua đó kìa, đúng rồi đó. Ê! Có chừng mày lên chảnh cái mày gặp ba nhau đó tên đại quýnh mày chặn nữa. Điện đài xuống đi mình. Ông đại xuống luôn cho mày nhặt hước. Nhặt hước. Nói điện đại xuống đây. Alo đại hả? Xuống đây. Ê, tình cảm anh em như con khỉ. Wow ơi. Cái này mà ông đại xuất hiện thì ông quánh thiệt cái nữa ông nội đâu đỡ. Về vậy anh em ơi. Cho như đủ rồi. Vậy mình mày tôi hứa làm tôi cũng làm gì chứ. Có ai làm mày đâu mày té. Phải mình ngứa anh chị. Phải mình ngứa anh chị mày đã làm. Mày ngứa tôi thấy gì xuống dưới tôi té hết ngứa. Đúng rồi. Nếu ngứa bà xuống hết ngứa liền. Đâu gãi em chồng. Ủa ai cậu gió mày vậy? Mày số cây ở cây chứ. Vậy em ơi. Đi ra cậu gió mày nữa. Vậy. Cho nhiêu đủ à. Lắm em ơi. Đi về mấy bao đứng đây một lát hả? Xuống nó quýnh lộn bây giờ. Rồi chứ nó canh đường nó đánh mình cho. Tâm đi đưa khỏi điện đầy chặn đường quýnh béo. Nãy tao ước đó mà. À thấy không? Chơi lần chơi cho đáng rồi. Quýnh nào đáng ở đó. Cái kiểu này giấc mơ nó gặp nó băng bột con cường chết luôn. Chửi sạch là trời. Ok, giờ mình sẽ đi về các bạn ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của anh em mình nha. Chúc mọi người sức khỏe nha mọi người. Nhớ uống nước nha. Thôi, chào mọi người nha. Bye.